Hot là Kids tiếng Việt. Nay
Màu gì đây bông cá?
cái xanh, màu gì đây bông cái xanh, xanh xanh màu xanh bông cái xanh, như chiếc lá và những cái cây, như rau dền, như dưa chuột, màu xanh với rau, thật là vui quá đi. Học những màu sắc, hy vọng bạn cũng thích nó. Cậu có thể nói chuyện với tất cả động vật? Tất nhiên cậu có thể, Ben. Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Ông McDonald ngày có trang trại E-I-E-I-O, và ở trong đó ngày có con bò E-I-E-I-O, và bò kêu mu mu, bò lại kêu mu mu, đây kêu mu kia kêu mu, khắp mọi nơi kêu mu mu. Ông McDonald ngày có trang trại E-I-E-I-O. Này Annie, nhìn những con lợn đó kìa, chúng đang tắm. Bạn biết không, nó được gọi là tắm heo. Tắm heo đấy. Ôi Ben, thật là buồn cười. Ông McDonald ngày có trang trại E-I-E-I-O, và ở nơi đó ngày có con lợn E-I-E-I-O, và lợn kêu on on, là lợn kêu on on, đây kêu on kia kêu on, khắp mọi nơi kêu on on. Ông McDonald ngày có trang trại E-I-E-I-O. Này Annie, tớ ước mình được ở trong bồn, những con lợn trong hạnh phúc. Chắc chắn sẽ vậy mà Ben, tớ biết cậu rất thích trà rửa trong khi tắm mà. Ông McDonald ngày có trang trại E-I-E-I-O, và ở nơi đó ngày có con vịt E-I-E-I-O, và vịt kêu quạc quạc, vịt lại kêu quạc quạc, đây kêu quạc kia kêu quạc, khắp mọi nơi kêu quạc quạc. Ông McDonald ngày có trang trại E-I-E-I-O. Này Annie, cậu có nghĩ là ông McDonald sẽ cho chúng ta đi trên máy kéo của ông chứ? Mình không chắc, hỏi thử xem sao. Ông McDonald, ông McDonald ngày có trang trại E-I-E-I-O, và ở nơi đó ngày có con ngựa E-I-E-I-O, và người kêu nay nay, người lại kêu nay nay, đây kêu nay kia kêu nay, khắp mọi nơi kêu nay nay. Ông McDonald ngày có trang trại E-I-E-I-O, 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 E-I-E-I-O. Đây là một chuyến đi tuyệt vời, Annie. Vâng Ben, thật sự đúng là vậy. Tớ thích nói chuyện với tất cả các con vật. Tớ chắc rằng họ cũng đã có một khoảng thời gian.
Johnny, Johnny, vâng thưa mẹ. Con ăn đường nè, vâng thưa mẹ. Nó không tốt cho con, dạ vâng thưa mẹ. Đây là một quả táo ngon ha ha. Johnny, Johnny, vâng thưa mẹ. Chúng ta đã đến sở thú. Tuyệt mẹ ơi, con sẵn sàng chưa? Dạ rồi mẹ. Hãy gặp các loài động vật nào. Ha ha ha. Johnny, Johnny, vâng thưa mẹ. Ai có bom nào? Sư tử mẹ ơi. Âm thanh anh tạo ra là gì? Gừ gừ gừ. Chính xác rồi. Hãy đi xem tiếp thôi. Johnny, Johnny, vâng thưa mẹ. Ai thích ăn chuối nè? Con khỉ mẹ ơi. Chúng thích làm gì hả con? Đu trên cây. Chính xác rồi. Bây giờ tiếp tục thôi. Johnny, Johnny, vâng thưa mẹ. Ai dài và có màu xanh nhỉ? Trăng Anaconda. Trăng thường làm gì? Kêu hiss, hiss, hiss. Bây giờ mẹ biết con sẽ thích cái này. Johnny, Johnny, vâng thưa mẹ. Ai rất thích bơi? Cá heo mẹ ơi. Thích làm văng nước, bắn tung tóe. Cá heo vui vẻ bơi vòng quanh. Johnny, Johnny, vâng thưa mẹ. Một ngày tuyệt vời phải không? Vâng thưa mẹ. Chúng ta thật là vui. Vâng thưa mẹ. Ai yêu sở thú nào? Chúng ta mẹ ơi. Con ếch đang vui ca khi trong một hồ nước đầy.
Và từ khi rùi ta ca hát, con nhìn khi rùi ta không thể ca ngay liền. Để con rùi kia rồi đến ngay con ếch đang vui ca khi trong một hồ nước đầy. Và từ khi nhìn ta ca hát, sư tử kêu rùi ta không được ca ngay liền. Sư tử đến ngay kia nhìn đến con rùi kia rồi đến ngay con ếch đang vui ca khi trong một hồ nước đầy. Và từ khi sư tử ca hát, phải kêu sư tử không được ca ngay liền. Đặt đến sư tư đến nhanh kia, nhìn đến con rùa kia, rồi đến ngay con ếch đang vui ca khi trong một hồ nước đầy. Và từ khi con bé ca hát, bạch tuộc nó không được ca ngay liền. Bạch tuộc đến con bé, đặt đến sư tư đến nhanh kia, nhìn đến con rùa kia, rồi đến ngay con ếch đang vui ca khi trong một hồ nước đầy. Và từ khi bạch tuộc ca hát, con bướm nó không được ca ngay liền. Bạch tuộc đến con bẹt, bẹt đến sư tư đến nhanh kia, nhìn đến con rùa kia, rồi đến ngay con ếch đang vui ca khi trong một hồ nước đầy. Và từ khi con cua ca hát, ca nói cua không được ca ngừng ngay liền. Và cá đến với cua, và cua đến bạch tuộc đến con bẹt, bẹt đến sư tư đến nhanh kia, nhìn đến con rùa kia, rồi đến ngay con ếch đang vui ca khi trong một hồ nước đầy. Và từ khi con ca ca hát, chuột nói nó không được ca ngừng ngay liền. Oh.
Bạn đang xem Hoplakis tiếng Việt.